Hello, xin chào tất cả các bạn nha. Hôm nay mình sẽ tìm xe đồ chơi ở dưới những cái rổ này này, cái lồng bàn này, này các bạn ơi. Đây mình sẽ lật cái lồng bàn này lên trước xem có chiếc xe gì không nha. 1 1 2 3. Ui các bạn ơi, dưới lồng bàn này có rất là nhiều xe lửa này. Đây mình xem có bao nhiêu chiếc xe lửa nha. Một chiếc xe lửa này. À, một chiếc xe lửa đẹp quá này các bạn ơi. Đây mình để đây nha. Đấy, xe lửa này ở bên trong còn chở chữ ABC đấy các bạn ạ. Quá là xịn luôn. Nào, ui. Đây có một cái chiếc xe lửa chở động vật nữa này các bạn ơi. Đây mình sẽ để trong bên này nhá. Đây, hai chiếc xe lửa luôn. Nào, tiếp theo. À, xe lửa khủng long này các bạn ơi. Đây là một chiếc xe lửa khủng long nhá. Wow, đẹp quá các bạn ạ. À, mình ở đây nhá. Đấy, các bạn thấy đẹp chưa nào? Ok, đây cũng là một chiếc xe lửa đó này các bạn ơi. À. Xe lửa này cũng rất là đẹp đấy. Nào, để đây nhá. Wow. Tiếp theo cũng là một chiếc xe lửa này các bạn ơi. Hôm nay mình tìm được rất là nhiều xe lửa luôn. Rồi để đây nhá. Đấy, xe lửa chở kim cương luôn. Nào, bây giờ mình xin đặt tiếp cái rổ này nhá. 1 2 3. Wow! Dưới cái rổ này có xe cần cẩu này. Đấy. Đây là xe cần cẩu móc khủng long các bạn ơi. À. Xe cần cẩu móc khủng long nhá. Đấy, để đây nhá. Nào. Xe bồn trộn bê tông xịn sò này các bạn ơi. Đấy, xoay cả bồn nhá. Xoay bồn này các bạn ơi. À, ngầu chưa? À, để đây nha. Nào, tiếp theo là xe bồn trộn bê tông con chó này. Đây là xe bồn trộn bê tông con chó này. Con chó và con mèo này. À, con mèo này các bạn ơi. Đấy, con mèo nha. Đây là con chó. Rồi, xe trộn bê tông con chó. Rồi, tiếp theo. 1, 2, 1, 2, 3. Wow. Các bạn thấy không? Rất là nhiều đồ chơi này. Đấy nhá, bây giờ mình sẽ tìm xe đồ chơi ở dưới này này các bạn ơi. Ui, các bạn ơi, mình tìm thấy chiếc xe gì này. Ui, các bạn ơi, đây là xe gì ấy? Ui, các bạn ơi, đây là một chiếc xe vận tải vận cẩu chuyên đi cẩu gỗ các bạn ạ. Đây là một chiếc xe cẩu gỗ bự khổng lồ này các bạn ơi. Đây là một chiếc xe cần cẩu chuyên đi chở gỗ và cẩu gỗ. Ê, các bạn ơi, hạ cần. Đó, một chiếc xe vận tải vận cẩu rất là xịn đấy các bạn ơi. Đó, chiếc xe này có thể xoay được cầm nhá. Nào, bây giờ mình phải chạy thử luôn chiếc xe này nhá. Đó, các bạn thấy chiếc xe này có xịn không nào? Pi 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 pi. Đây các bạn ơi, tiếp theo ở đây mình phát hiện ra có một chiếc xe. Đây là một chiếc xe bồn trộn bê tông rất là đẹp này các bạn ơi. Đây là một chiếc xe bồn chuyên đi trộn bê tông đấy. Có thể xoay được cả bồn chuyên đều bê tông bên trong đấy các bạn ạ. Các bạn có thích chiếc xe bồn trộn bê tông này không? Đây là một chiếc xe bồn trộn bê tông siêu cá mập bạo chúa nhá. Wow, chiếc xe này mới quá này các bạn ơi. Ôi, bây giờ mình phải chạy thử luôn chiếc xe này nhá. Một chiếc xe cá mập siêu bạo chúa có vòi trộn bê tông này. Wow, chiếc xe này mới quá. Bíp 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 bíp. Ui các bạn ơi, bây giờ mình sẽ tìm tiếp nào. Đây, mình tìm thấy một chiếc xe gì đây, chở một chiếc xe ô tô màu đỏ này. Đây là một chiếc xe tải chở một chiếc xe ô tô màu đỏ rất là đẹp này các bạn ơi. Wow, đây là một chiếc xe tải chở một chiếc xe ô tô 79 đấy. Ui, pi 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 pi. Đó, hay chưa? Ui, pi 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 pi. Ui các bạn ơi, tiếp theo mình lại tìm thấy một chiếc xe này nè. Wow, đây là một chiếc xe gì đây nào? Đây là một chiếc xe chở tên lửa. Đây là một pip 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 pip. Ồ, ở đây nữa nha. Đây mình phát hiện ra ở đây có một chiếc xe. Trên này là một chiếc xe tải chở đất này. Đây là một chiếc xe tải chở đất đấy các bạn ạ. Wow, chiếc xe tải chở đất này xịn quá các bạn ạ. Nâng thùng. Wow, chiếc xe này mới và đẹp quá các bạn ơi. Ui, đó hay chưa. Ui các bạn ơi, ở đây mình còn tìm thấy một chiếc xe nữa này. Đây là một chiếc xe cần cẩu múc cát này. Đây là một chiếc xe cần cẩu múc cát cá mập siêu bạo chúa đấy các bạn ạ. Wow, hay chưa. Ui, ở đây mình phát hiện ra xe bồn trộn bê tông siêu to khổng lồ xoay được cả bồn. Wow, hay chưa. Đây là một chiếc xe bồn trộn bê tông, hai chiếc xe bồn trộn bê tông này, ba chiếc xe bồn chở bê tông luôn này các bạn ơi. Wow, bốn chiếc xe bồn chở bê tông này. Ui, năm chiếc xe bồn chở bê tông xịn quá các bạn ạ. Wow, ở đây mình còn phát hiện ra một chiếc xe vận tải vận cẩu chuyên đi cẩu rác này các bạn ơi. Xe cần cẩu rác đẹp quá, hạ cần luôn. Ui, xe bồn trộn bê tông siêu cá mập bạo chúa này các bạn ơi. Xe bồn trộn bê tông siêu cá mập bạo chúa nha. Wow. Ui các bạn ơi, ở bên này mình còn phát hiện ra một chiếc xe bồn trộn bê tông siêu cá mập bạo chúa này. Hôm nay mình tìm được rất là nhiều xe bồn nha. Đây là xe cẩu múc cát siêu cá mập bạo chúa luôn này các bạn ơi. Xe cẩu múc cát này. Ồ, xe cẩu múc cát cá mập siêu bạo chúa siêu to khổng lồ đấy các bạn ạ. À, các bạn có thích chiếc xe cẩu múc cát siêu bạo chúa này không? Ui, đây là một chiếc xe ben siêu khổng lồ này các bạn ơi. Đây là một chiếc xe tải ben nha. Ui, đây có một chiếc xe máy xúc cát rất là to này các bạn ơi. Đây là xe máy xúc cát đây này. Wow, đây là một chiếc xe cứu hỏa chuyên đi chữa cháy này các bạn ơi. Đó, to khổng lồ luôn đấy. Ồ, đây là một chiếc xe máy xúc này. Ui, đẹp quá các bạn ạ. Đó, đấy, xoay được bánh nha. Đây, đây là một chiếc xe cần cẩu. Đây là xe cần cẩu Bonnie rất là đẹp này các bạn ơi.
Đây là một chiếc xe cần cẩu bồn ý nhá. Ui, đây là xe bồn trộn bê tông rất là xịn nè, xoay được cả bồn này các bạn ơi. Wow, hay chưa, xoay bồn cho đầu bê tông bên trong đấy các bạn ạ. Ồ, chiếc xe này xoay bồn này. Ui, đây là một chiếc xe bồn trộn bê tông rất là đẹp này các bạn ơi. Xoay cả bồn này. Ui, đó, đây có một chiếc xe bồn trộn bê tông nữa này các bạn ơi. Đây cũng là một chiếc xe bồn trộn bê tông con hổ. Wow, xoay bồn này các bạn ơi. Tiếp theo là một chiếc xe bồn trộn bê tông siêu bự này. Ui, đây bây giờ mình sẽ chọn ra một chiếc xe để đi tìm xe đồ chơi. Đây xe cần cẩu này. Bây giờ xe cần cẩu sẽ đi tìm xe đồ chơi mới đi. Pip 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 pip. Pip 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 pip. Ui các bạn ơi, đây là đồng ruộng của con bò kìa, con bò kìa. Đây rồi, mình tìm thấy một rổ xe đồ chơi này. Bây giờ mình xem ở cái rổ xe đồ chơi này có những chiếc gì. Đầu tiên là một chiếc xe cẩu múc cát này các bạn ơi. Đây là xe cẩu múc cát này. Wow, mình sẽ giấu ở đây nhá. Các bạn ơi, tiếp theo là một chiếc xe tàu điện siêu tốc độ này. Đấy, một đây là một chiếc xe ủi cát đấy các bạn ơi. Đây là xe ủi cát nha, rất là đẹp luôn này các bạn ơi. À, một chiếc xe ủi cát nha. Ui, đây mình còn phát hiện ra một chiếc máy xúc cát nữa này. Đây là xe cẩu múc cát này. Ui, đây mình còn phát hiện ra một chiếc xe máy xúc cát. Đây là ui, đây là người nhận lái xe máy xúc cát này các bạn ơi. Ồ, đây mình còn phát hiện ra đây có một chiếc máy bay trực thăng này bay lên bầu trời cao này. Wow, đây nữa này, đây có một chiếc xe máy xúc nữa này các bạn ơi. Hôm nay mình tìm được rất là nhiều xe máy xúc luôn này. Đây có một chiếc xe lửa các bạn. Đây là một chiếc xe lửa chở con rùa, con cá biển này các bạn ơi. Wow, hay chưa? Tiếp theo là một chiếc xe lửa nữa này các bạn ơi. Đây là một chiếc xe lửa nha. Wow, đây là một chiếc ô tô Lamborghini này. Wow, đây là một chiếc xe máy xúc này các bạn ơi. Ôi, đẹp quá các bạn ạ. Wow, đây là một chiếc xe tăng này các bạn ơi. Đây là một chiếc xe tăng. Ui, đây là một chiếc xe tăng nữa này các bạn ơi. Hôm nay mình tìm được rất là nhiều xe tăng luôn. Đây cũng là một chiếc ô tô Lamborghini này các bạn ơi. Wow, đó, đây là một chiếc xe xúc lật này các bạn ơi. Ô, đó, đây là một chiếc xe máy xúc cát này các bạn ơi. Wow, đây đây là một chiếc xe ô tô Lamborghini này các bạn ơi. Ui, đây là một chiếc xe ô tô bán tải các bạn ạ. Đây là xe ô tô bán tải nha. Wow, đây nữa các bạn ạ, đây là một chiếc xe dưới đây, đây là một chiếc xe bíp này các bạn ơi. Đó các bạn ơi, đây thì mình phát hiện ra rất là nhiều xe tải chở lúa đi phơi này. Đây là xe ben chở lúa đi phơi này các bạn ơi. Một chiếc xe ben, hai chiếc xe ben này. Bây giờ mình sẽ đào lúa, để đào cái đống lúa để tìm xe đồ chơi nào. Ui, bới nào, bới nào. Wow, các bạn ơi, mình bới được một chiếc xe gì đây này. Ô, mình bới được một chiếc xe gì đây các bạn ơi. Đây rồi, mình bới được một chiếc xe bồn trộn bê tông rất là đẹp này các bạn ơi. Đây là một chiếc xe bồn chở bê tông xịn quá này các bạn ơi. Wow, chiếc xe này rất là mới nha, mình rất là thích chiếc xe bồn trộn bê tông này luôn. Rồi bây giờ mình ở đây nha, bây giờ mình sẽ bới tiếp để tìm những chiếc xe đồ chơi tiếp nào. Wow, ở đây mình tìm thấy một chiếc xe gì nữa này các bạn ơi. Đây nha, đây ôi, mình tìm thấy một chiếc xe máy xúc cát này, xe cần cẩu múc cát. Ui, múc cát nào. Wow, chiếc xe này đẹp quá. Xoay này, xoay múc nào, múc nào. Wow, múc nào, múc lúa nào, múc cát nào. Wow, chiếc xe cần cẩu múc này rất là đẹp các bạn. Wow, các bạn thấy hay chưa? Xe múc cát này đẹp quá các bạn ạ. Ôi, ở đây mình còn tìm thấy rất là nhiều xe đồ chơi nữa này. Ô, ở đây mình bới tiếp nè, mình bới tiếp để tìm xe đồ chơi tiếp. Ui, các bạn ơi, ở đây mình tìm thấy một chiếc xe lưng hàng này. Đây là một chiếc xe lưng hàng rất là đẹp này. Wow, đây, các bạn thấy hay chưa? Một chiếc xe lưng hàng. Ui, đây là một chiếc xe chuyên đi lưng hàng rất là xịn sò này các bạn ơi. Ô, đấy, các bạn thấy chiếc xe lưng hàng này có đẹp không nào? Ồ, một chiếc xe chuyên đi lưng hàng rất là mới và đẹp đấy các bạn ạ. Các bạn có thích chiếc xe lưng hàng này không nào? Ồ, đẹp quá các bạn ơi. Ui, đây mình sẽ chạy thử nha. Pip pip pip. Nào, bây giờ mình sẽ tìm tiếp nào. Ui các bạn ơi, ở đây mình tìm thấy một chiếc xe gì đây này. Đây rồi, mình tìm thấy một chiếc xe xúc lật này. Đây là một chiếc xe chuyên đi ủi cát nha. Đúng rồi, đây là một chiếc xe chuyên đi ủi cát đấy các bạn ạ. Wow, chiếc xe này rất là mới luôn nha. Nào, ủi nào, ủi nào, ủi nào, nào, ủi nào. Wow, hay chưa, các bạn thấy chiếc xe này đẹp chưa nào. Đó, một chiếc xe rất là mới và đẹp luôn. Các bạn có thích chiếc xe này không? Wow, rất là mới nha, mình ở đây nha. Đó, hay quá các bạn ạ. Ui, các bạn ơi, đây là xe cần cẩu móc này. Đây là một chiếc xe cần cẩu móc siêu to khổng lồ này các bạn ơi. Rồi, mình ở đây nha. Nào, tiếp theo mình tìm thấy có xe máy xúc cát đây này. Wow, các bạn ơi, đây là xe cần cẩu múc cát này. Ui, múc cát nào, múc con cá chê siêu to khổng lồ. Múc con cá chê, múc con cá chê. Đấy, một chiếc xe cần cẩu múc cá luôn đấy các bạn ạ. Đẹp chưa này. Rồi, mình ở đây nha các bạn nha. Đó, xịn chưa, mình ở đây nha. Đó, hay chưa, hay chưa, các bạn thấy chiếc xe này đẹp không nào? Quá là mới và đẹp luôn. Ui, các bạn ơi, mình bới nào. Ui, mình để tìm thấy một chiếc xe vận tải vận cẩu chuyên đi giải cứu ô tô cảnh sát này các bạn ơi. Đây là một chiếc xe vận tải vận cẩu
chuyến đi giải cứu ô tô cảnh sát rất là đẹp luôn. Đó. Wow, các bạn ơi, ở trong này mình tìm thấy một chiếc xe gì đây? Đây là một chiếc xe tải nhá. Một chiếc xe tải Ben Bundy rất là đẹp này các bạn ơi. Wow, các bạn ngầu quá, đây là xe gì đây? Wow, đây là một chiếc xe máy Ducat màu xanh đấy các bạn ạ. Một chiếc xe này. Ui các bạn ơi, nào mình bới tiếp nào. Ui các bạn ơi, bới tiếp. Ui các bạn ơi, mình tìm thấy cái bánh xe không biết là xe gì đây. Đây rồi. Các bạn ơi, đây là chiếc xe gì nào? Wow, nào bới nào. Ui các bạn ơi, hay quá. Đây là một chiếc xe tải chuyên đi chở đất đấy các bạn ạ. Đây là một chiếc xe tải Ben chuyên đi chở đất chỉnh sò chưa? Wow, các bạn ơi, nào bới tiếp nào. Ui các bạn ơi, đây là một chiếc xe lưu đường đấy các bạn ạ. Đây là một chiếc xe lưu đường ấy. Ui các bạn ơi, nào tiếp theo nào. Ui có cái gầu ấy này các bạn ơi, đây rất là nhiều xe ở dưới đống cát này đấy các bạn ơi, ngầu chưa. Ui wow, đây nữa các bạn ạ, đây là một chiếc xe giải cứu ô tô này. Đây là một chiếc xe chuyên đi giải cứu ô tô đấy các bạn ạ. Wow, đấy các bạn ơi, mình bới tiếp xem tìm được xe gì ở dưới đống cát này không nhỉ. Nào bới lại. Ui các bạn ơi, ở đây mình tìm thấy một chiếc xe như này. Ui đây là máy bay bay lên bầu trời cao xịn sò đẳng cấp này. Ui các bạn ơi, hôm nay mình tìm được rất là nhiều xe luôn. Đây rồi, mình tìm thấy một chiếc xe bồn trộn bê tông quá là xịn sò này các bạn ơi. Bây giờ cùng mình tìm tiếp nào. Ui, ở đây mình phát hiện ra một chiếc xe mô tô này. Ai chà, hôm nay mình tìm được nhiều xe đồ chơi ở dưới đống cát thế nhỉ các bạn nhỉ. Ui, ở đây mình tìm thấy một chiếc xe gì đây? Ui, đây là một chiếc xe trộn bê tông ấy các bạn ạ. Ui các bạn ơi, quá là nhiều xe đồ chơi đấy các bạn ạ. Bây giờ mình bới được một chiếc xe dưới đây các bạn ạ. Ui, đây là một chiếc xe máy xúc nặt này. Đây là một chiếc xe máy xúc nặt đấy các bạn ạ. Ai các bạn ơi, nào bới tiếp xem tìm được xe gì nữa không nhỉ. À, đây rồi. Wow, người khổng lồ xanh, đây là người khổng lồ xanh các bạn ạ. Các bạn ơi, hôm nay mình tìm được nhiều đồ chơi đứa nhỏ. Đây mình bới tiếp nào. Ui các bạn ơi, đây rồi, mình lại bới được một chiếc xe bồn trộn bê tông này. Đây là một chiếc xe bồn chuyên đi chở bê tông các bạn ạ. Wow, nào bây giờ mình bới tiếp xem tìm được xe gì nữa không nhá. Bới nào các bạn ơi. Ui các bạn ơi, ở đây mình lại bới được một chiếc xe nữa này. Đây là một chiếc xe ô tô mini màu tím các bạn ạ, màu cam ấy. Ây các bạn ơi, đây rồi, mình lại bới được một chiếc xe như đây. Đây là một chiếc máy bay trực thăng đấy các bạn ạ, máy bay trực thăng đấy. Ui các bạn ơi, hôm nay mình bới được rất là nhiều xe đồ chơi luôn đấy. Bới tiếp. Ui các bạn ơi, mình lại tìm thấy một chiếc xe bồn trộn bê tông này. Ui hay quá. Nào bới tiếp đi xem tìm được xe gì nữa không nhá. Ui các bạn ơi, đây mình tìm thấy một chiếc máy bay trực thăng này. Wow, các bạn ơi, hôm nay mình bới được rất là nhiều xe luôn. Đây là một chiếc xe mô tô đấy các bạn ạ. Ui các bạn ơi, mình bới được rất là nhiều xe luôn nha. Ui các bạn ơi, ở đây mình lại bới được một chiếc xe nữa này. Đây là một chiếc xe lửa này các bạn ơi, đây là một chiếc tàu hỏa đấy. Ui các bạn ơi, hôm nay mình bới được nhiều xe quá. Đây là một chiếc xe môi trường chuyên đi dọn rác đi. Ui các bạn ơi, nào bới tiếp nào. Wow, ở đây mình lại tìm thấy một chiếc xe cứu hỏa này. Ui các bạn ơi, nào bây giờ thì cùng mình tìm xe đồ chơi ở dưới những cái chậu này, cái rổ này. Đấy các bạn ơi, mình tìm được. Ui cái chậu này, bây giờ mình phải đặt cái chậu này đầu tiên này các bạn ơi. Đây bây giờ mình phải là cái rổ màu xanh xanh này, bên dưới có xe gì nhỉ? 1, 2, 1, 2, 3. Wow, ở bên dưới này có rất là nhiều xe đồ chơi ở dưới cái chậu này. Đầu tiên là một chiếc xe tải chuyên đi chở đất nên cái xe địa hình đấy các bạn ạ. Đây là một chiếc xe tải địa hình chuyên đi chở đất xịn sò đẳng cấp đấy các bạn ơi. Wow, các bạn thấy nhiều xe đồ chơi xịn chưa nào. Đây rồi, mình lại tìm xem. Đây là một chiếc xe tải chuyên đi chở đất quá đẹp, một chiếc xe này. Nào bây giờ mình lại giới thiệu với các bạn, đây là một chiếc xe bồn trộn bê tông quá đẹp đấy các bạn ạ. Nào các bạn ơi, đây là một chiếc xe bồn trộn bê tông bồn màu trắng nè. Ôi các bạn ơi, hôm nay mình tìm được nhiều đồ chơi thế nhở. Ôi các bạn ơi, ở đây mình tìm thấy một chiếc xe này, là một chiếc xe chuyên đi chở rác này. Đây là một chiếc xe môi trường chuyên đi dọn rác đấy, dọn rác dọn lá cây luôn đấy các bạn ạ. Wow, các bạn ấy đẳng cấp chưa. Đây là một chiếc xe môi trường chuyên đi dọn rác này, rất là xịn này các bạn ơi, quá đẳng cấp nha. Ôi các bạn ấy hay chưa. Một chiếc xe môi trường dọn rác đẹp nhỉ các bạn nhỉ. Ôi các bạn ơi, ở đây mình lại tìm thấy một chiếc xe máy xúc này. Đây là một chiếc xe cần cẩu chuyên đi giúp các bạn nào. Wow, chiếc xe này đẹp chưa này các bạn ơi. Ôi ui các bạn ơi, đây là một chiếc xe máy xúc cát này, rất là xịn sò đẳng cấp đấy các bạn ạ. Đấy màu xanh này đấy, chạy bằng bánh nè. Wow các bạn ơi, ở đây mình lại tìm thấy một chiếc xe tải chuyên đi giải cứu ô tô cảnh sát này các bạn ơi. Một chiếc xe tải chuyên đi giải cứu ô tô cảnh sát này rất là xịn đấy, mở được cánh cửa luôn. Ui mở được hai cánh cửa như thật này các bạn ơi, như thật luôn nha. Ui mở được hai cánh cửa như thật luôn đấy các bạn ạ. Ui đẳng cấp chưa, các bạn thấy ngầu chưa nào, đẳng cấp chưa nào. Ui mở được hai cánh cửa luôn nha. Ui một chiếc xe này quá đẹp luôn đấy. Nào bây giờ mình giới thiệu các bạn tiếp theo là một chiếc xe bồn chuyên đi trộn bê tông này.
đấy, quay được cả bồn chứ đều bê tông bên trong đấy các bạn ạ. À, một chiếc xe bồn chuyên đi chở bê tông này, đẹp nhờ, xoay được cả bồn chứ đều bê tông bên trong nha. Ui các bạn ơi, hôm nay mình tìm được bao nhiêu xe đồ chơi đẹp đấy các bạn ạ. Ở à, đây rồi mình lại tìm thấy đây là đây cái rổ này, 1 2 3 1 2 3. Ui các bạn ơi, ở dưới cái chậu này có rất là nhiều xe đồ chơi này. Bây giờ mình cùng mình khám phá xem dưới cái chậu này có những chiếc xe gì nhá. Đây rồi, một chiếc xe máy xúc này, đây là một chiếc xe cần cẩu chuyên đi xúc cát này các bạn ơi. Wow, đẹp chưa, đẹp chưa. Ui, đây là một chiếc xe này, là một chiếc xe pip. Ui, đẳng cấp quá. Nào, đây có một chiếc xe thang nha. Đây là một chiếc xe thang rất là xịn sò đấy các bạn ạ. Ui, các bạn ơi. Wow, ở đây mình lại tìm thấy một chiếc xe nữa này, xe cần cẩu các bạn ạ, xe cần cẩu đấy. Ui, đẹp quá các bạn ạ. Ui, toàn là xe xịn thôi các bạn ơi. Ui, các bạn ơi, ở đây mình lại tìm thấy một con khủng long, đây là xe tải khủng long này. Wow, xe tải khủng long thì mới đẳng cấp này các bạn ơi. Đây là một chiếc xe tải khủng long đấy các bạn.